ba người con nổi tiếng, giàu có của nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh. Nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh qua đời tại nhà riêng vào sáng ngày 22 tháng 10, hưởng thọ 78 tuổi. Túc trực bên linh cữu cha là 6 người con, 2 trai và 4 gái. Trong đó, có 3 người con của nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh theo đuổi nghệ thuật gồm Lý Hùng, Lý Hương và Lý Sơn. Khác với người anh trai kín tiếng, Lý Hùng và Lý Hương thường xuyên xuất hiện trước báo chí, trong các hoạt động thiện nguyện cùng cha mẹ. Trước khi qua đời, nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh và vợ cũng sống cùng Lý Hùng. Nam diễn viên nước mắt học trò chia sẻ với phóng viên, con đường, sự nghiệp phim ảnh của anh đều có dấu ấn của cha. Từ một cậu bé ham mê võ thuật, Lý Hùng được cha hướng theo nghề diễn. Nhờ sự dẫn dắt của cha, nam diễn viên trở thành ngôi sao hàng đầu của thập niên 1990. Ở tuổi 51, Lý Hùng hạn chế đóng phim hơn trước. Anh cho biết chỉ chọn những kịch bản phù hợp và ấn tượng. Nam diễn viên hiện sống trong một căn biệt thự sang trọng ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Anh vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân, dành thời gian chăm sóc mẹ. Là con gái út của nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh, Lý Hương cũng được cha hướng theo nghiệp diễn. Cô đóng phim Hoa Cát khi mới lên 8 tuổi. Khán giả yêu mến cô qua hàng loạt phim như Kế Hoạch 99, Hồng Hải Tặc, Cảnh Sát Đặc Khu, Phi Vụ Phượng Hoàng, Truy Nã Tội Phạm Quốc Tế. Cô tạm dừng đóng phim khi kết hôn và sang Mỹ định cư. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đổ vỡ, phải đối diện kiện tụng với chồng cũ khiến Lý Hương khủng hoảng thời gian dài. Đời người ai cũng gặp sóng gió. Quan trọng khi ngã xuống, mình có đủ dũng khí để đứng dậy hay không? Tôi may mắn có gia đình và bạn bè luôn ở bên để tiếp thêm nghị lực, giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn. Cô trải lòng sau biến cố. Sau thời gian dài xa cách, Lý Hương hiện đã được đoàn tụ với con gái. Nữ diễn viên tâm sự, tôi cảm thấy được an ủi khi hai mẹ con kịp về nước, chăm sóc cha những ngày cuối đời. Lý Sơn là con trai cả của nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh. Thời kỳ phim Mì Ăn Liền, anh tham gia đạo diễn nhiều bộ phim, trong đó Nước Mắt Học Trò từng gây sốt một thời. Tuy nhiên, Lý Sơn không theo đuổi nghệ thuật như cha và các em, anh chuyển hướng sang kinh doanh. Anh hiện là lãnh đạo một công ty bất động sản lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2011 đến nay, con trai cả của nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh liên tục nằm trong top những doanh nhân giàu có ở Việt Nam.